Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh YouTube của Việt An. Trong video này, hãy cùng Việt An đến thăm một khách hàng đặc biệt tại Bình Phước nhé. Đây là khách hàng đã mua dây chuyền sản xuất nước đóng chai, đóng bình của bên mình. Và đây là mặt bằng nhà khách cũng như các thiết bị mà khách đã mua nha mọi người. Đây là dây chuyền lọc nước VACA 1000, sử dụng cột lọc composite và dàn gang tự động. Chất liệu composite này rất an toàn, độ bền cao, giá thành lại rẻ hơn nhiều so với các cột lọc bằng chất liệu khác. Hệ thống van lọc tự động với khả năng vận hành tự động nên toàn bộ quy trình lọc nước, sục rửa và điện lọc sẽ diễn ra hoàn toàn tự động. Vị của nước cũng vì thế sẽ giữ ở mức ổn định hơn nhiều so với sử dụng dòng van cơ nha các bạn. Trên các van lọc có màn hình hiển thị đầy đủ các thông số hoạt động của dây chuyền lọc để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Còn đây là ba hệ thống màng lọc nước RO. Với ba màng lọc này sẽ giúp bạn loại bỏ đi các tạp chất, virus, vi khuẩn lẫn trong nước, cho bạn nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn để sản xuất nước đóng chai, đóng bình. Còn đây là chiếc máy xúc rửa rút nắp bình. Chiếc máy này sẽ giúp bạn tách nắp ra khỏi bình nhanh chóng. Nắp sau khi được tách ra khỏi bình thì có thể tái sử dụng. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng trắng rửa trong, ngoài bình sạch sẽ, giúp bạn không phải tốn công sức cũng như là tiết kiệm được thời gian. Và đây là chiếc máy chiết rót bán tự động do Việt An sản xuất. Chiếc máy này có thiết kế rất nhỏ gọn, sang trọng. Với bộ khung máy, bán chiết, bộ phận tráng rửa, bộ phận đóng nắp được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp. Hệ thống bơm đầu inox công nghệ Italy có khả năng tạo áp lực nước lớn, độ bền cao. Chiếc máy chiết rót bán tự động này ai cũng có thể sử dụng được. Nó sẽ giúp đảm bảo quá trình chiết rót nước vào chai, vào bình được nhanh hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh. Giá thì siêu rẻ nên phù hợp với mọi cơ sở sản xuất kinh doanh. Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình đã và đang là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn. Nếu bạn muốn tham gia vào ngành nghề này, muốn được tư vấn kỹ hơn, thì hãy truy cập vào website vietan.vn hoặc liên hệ tới số hotline của Việt An. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha! Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi bên mình ra video mới nhé!